mời cả nhà ngắm bông năm cánh trắng Nha Trang nở tại Bắc Cạn. Dũng ơi, ra anh ngắm Nha Trang nở em ơi. Đang Nha Trang bắt đầu nở. Ngày đầu tiên. Ra anh chè cháo nhở. Tưởng như đang hôm nay căng đét rồi. Cánh bay tít mù. Cánh bay tít mù luôn. Tối nay cánh bông đạt cánh rất bay. Dương ơi, chốc hết giờ qua anh ngắm em nói nhá. Chào Thái nhá. Nào lên Bắc Cạn đây. Lên để qua ngắm nhá. Còn một bông nữa này. Bông này chưa chưa căng, bông này mới đang hé thôi. Đi chưa chị Đông ơi? Đi chưa? Chưa đi thì ra ngắm Nha Trang. Nha Trang nở ngày đầu tiên. Bông rất đẹp. Cánh bay tím mù. Vỗ tay gì đấy Trần Gia Bảo. Thank you.
đang cánh đạt lắm anh Tú ơi, cánh mà bay tít mù. Ngày đầu tiên ở này là ok rồi. Đi chưa anh Hậu ơi? Chưa đi qua đây. Rất đẹp, bông rất căng. Ok. Ba mầm gốc rất phê, đang đi rất là đẹp.
Thôi anh em chào các bác nhá.